Alo, alo, các bạn có thấy mình không ạ? Và bây giờ chúng ta đang kiểm tra mạng một chút xíu. Và hôm nay rất vui được gặp các bạn tại cái chương trình livestream ngay buổi tối ngày hôm nay. Và cũng như mình cam kết với các bạn, mỗi một tuần mình sẽ livestream từ 2 đến 3 lần. Và tuần này thì tối thứ hai mình chia sẻ rồi, dự định là tối thứ ba. Và bây giờ các bạn xem, các bạn thấy mạng nó có mạnh không ạ? Để mình biết, để mình chia sẻ với các bạn. Và tối hôm nay là tối thứ sáu, và mình chia sẻ với các bạn thì cả một ngày hôm nay, mình đi tham dự đám cưới của một bạn, cũng là một bạn doanh nhân từ Bitrining, và bạn ở trên Bình Phước, và hiện tại bạn là một doanh nhân rất là thành công. Các bạn lên mạng mà các bạn gõ thương hiệu hạt điều Winot, Winot, Winot là một trong những thương hiệu hạt điều coi như là lớn hàng đầu ở tỉnh Bình Phước. Bạn xuất ra thị trường nước ngoài rất là nhiều. Bạn là một doanh nhân nữ rất là giỏi giang, rất là tài năng. Và ngày hôm nay thì hơn 35 đoàn, hơn 35 bạn doanh nhân Bi học cùng thời với bạn và cùng với mình lên tỉnh Bình Phước, tại tỉnh tại thị xã Phước Long để chào đón đám cưới của bạn. Và mình mới vừa về, tới nhà là 7 giờ tối, và chỉ kịp tắm rửa, chuẩn bị một số cái, gặp con gái nói chuyện mấy câu. Và thế là mình phải lên livestream rồi. Và sáng mai, từ 9 giờ sáng cho tới 21 giờ đêm của 2 ngày liên tục, ngày mai và ngày mốt, mình có cái lớp làm chủ doanh nghiệp, khóa 137. Và cái đây là cũng là cái khóa đầu tiên, cái khóa cuối cùng của trước khi chúng ta nghỉ Tết, về cái lớp làm chủ doanh nghiệp. Tuần sau mình có cái khóa DSC và Motivator nữa, là chính thức nghỉ Tết luôn. Và các bạn lên online thì các bạn chào đi, và các bạn cho mình biết là cái mạng có tốt không ạ? Các bạn thấy có rõ không ạ? Âm thanh có thấy có rõ không ạ? Lên là chúng ta chào nhau. Chào bạn cậu Lê, ok chưa? Cậu Lê, ok. Chúng ta chào nhau, chào bạn Nguyễn Trương Tính, ok chưa? Chúng ta chào nhau đi ạ. Và hôm nay chúng ta đảm bảo cái lớp học của chúng ta cũng phải là hơn 200 bạn thì chúng ta học nó mới vui được. Nên bây giờ các bạn đảm bảo là các bạn chia sẻ cái đoạn livestream này về tường của các bạn. Tối hôm nay mình chia sẻ bạn một cái sáu cái nhân tố rất là quan trọng để chúng ta tận dụng 7 cái lực đòn 7. Và vừa rồi mình đã chia sẻ đến bạn cái 7 cái lực đòn 7 rồi. Vừa rồi mình có chia sẻ bạn 7 lực đòn 7 rồi. Và các bạn nào chưa biết, các bạn lần đầu tiên biết mình, các bạn lần đầu tiên xem livestream này, thì các bạn lên trên YouTube, các bạn gõ cái kênh YouTube của Bitraining, và các bạn xem cái đoạn video là 7 lực đòn 7 để các bạn update vào, update cái kiến thức. Cái kiến thức tối nay là tiếp theo, của cái kiến thức bữa hôm trước mình chia sẻ đến các bạn là 7 lực đòn 7. Và các bạn lên trên YouTube các bạn gõ, và các bạn nào vào thì các bạn giới thiệu mình đi ạ. Các bạn giới thiệu mình đi ạ. Mình chào các bạn thì các bạn cũng chào lại mình để chúng ta cùng nhau biết. Bạn An nói là đã nhận sách mỗi ngày một chút thôi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ các bạn đảm bảo rằng các bạn bấm vào nút chia sẻ để chúng ta phải, tối nay chúng ta phải ít nhất hơn 300 lượt chia sẻ. Và cái lớp học của chúng ta tối hôm nay phải lên khoảng 200 người. Bây giờ mình xem trên màn hình của mình thì mới có 4 lượt chia sẻ thôi. Các bạn chia sẻ về tường của các bạn. Vì sao chúng ta phải chia sẻ? Thứ nhất là mình dành thời gian, mình chia sẻ cái chương trình này, mục tiêu để giúp cho chúng ta gì, thay đổi tư duy, thay đổi cái góc nhìn. Và các bạn cũng vậy, chúng ta đừng có xem một mình, chúng ta hãy chia sẻ đến những người bạn của mình. May mắn họ chịu khó, họ nghe cái đoạn livestream này, họ biết, và họ thay đổi được cái góc nhìn của họ, thì tự nhiên cái cuộc sống của chúng ta nó chất lượng hơn. Và đặc biệt là cái góc nhìn về kinh doanh. Nên là các bạn đảm bảo rằng các bạn chia sẻ được cái đoạn livestream này, bấm về tường của các bạn. Cái thứ hai là
các bạn tát những người bạn của mình vào. Chào bạn Đình Hải, chào bạn Ken Phúc, ok. Rất lâu rồi vẫn mình chưa gặp lại bạn Phúc, rất là tuyệt vời. Và các bạn chia sẻ đến cho nhiều người để đảm bảo đoạn livestream này của chúng ta nó lên hơn 200 người. Bởi vì học càng đông thì chúng ta càng vui, để lớp online chúng ta nó càng vui. Bây giờ thì trên màn hình của mình các bạn thấy mình nó mới có 43 người bởi vì các bạn chưa có chia sẻ. Mình kiểm tra lại thì được mới có được 14 lượt chia sẻ đi mới 14 lượt chia sẻ nên là cái lượng người xem của chúng ta nó chưa có nhiều, nên là đảm bảo. Chào bạn Nguyễn Thị Linh, chào em, lâu quá rồi chưa gặp Linh. Chào bạn Đỗ Thúy, cảm ơn bạn Đỗ Thúy. Ok, chào bạn Phan Văn Hùng, chào bạn Tình Đặng. Vâng, chia sẻ của thầy ơi. Vâng, các bạn đảm bảo mời bạn bè của mình vào. Và các bạn có nhớ bữa hôm trước chúng ta chia sẻ 7 lực đòn 7 mà bạn nào đã tham gia cái buổi hôm rồi thì các bạn comment xuống dưới đi. Và bây giờ chúng ta đảm bảo gì các bạn phải đảm bảo cái gì các bạn đảm bảo là các bạn có tập vỡ ở trước mặt mình. Các bạn có tập chưa? Thứ nhất là có tập, có viết để mình gửi vào. Và các bạn nếu mà chưa có tập viết thì các bạn phải nốt lên trên cái comment để chúng ta gì chúng ta nhớ. Đảm bảo tối hôm nay là chúng ta học rất là nghiêm túc. Nếu bạn nào các bạn chỉ cần làm nghiêm túc trong một việc nhỏ thì các bạn sẽ làm nghiêm túc trong việc lớn. Nếu mà cái việc các bạn nếu mà tối nay mà các bạn xem livestream này chỉ có xem cho vui, ok, thì cái cuộc sống của bạn, bạn làm công việc nó cũng cho vui và kết quả nó cũng sẽ không có tốt. Nên là chúng ta đảm bảo rằng tối hôm nay chúng ta phải nghiêm túc. Và mình chia sẻ bất kỳ đoạn livestream nào, buổi nào livestream nào mình cũng chia sẻ từ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi. Nên là đảm bảo chúng ta chuẩn bị mọi thứ yếu tố tâm lý để tối hôm nay chúng ta ngồi tới gì ngồi tới 11 giờ đêm. Các bạn nhớ chưa? Nên là chúng ta đảm bảo tốt cái yếu tố này. Và cho tới giờ này thì cái lượng người xem cũng mới là chưa được 50 người và mới có 20 lượt chia sẻ. Các bạn nào chưa chia sẻ thì chúng ta bấm vào lượt chia sẻ đây. Chúng ta cùng góp tay mọi người một chút xíu thì cái lượt chia sẻ của ta nó càng ngày nó càng đông lên. Ok, càng ngày càng đông lên. Và để đảm bảo cái chương trình của chúng ta livestream, cái lớp học chúng ta tối nay được tốt hơn thì các bạn phải gộp mọi người góp tay một chút xíu. Tại vì xã hội chúng ta càng có nhiều người thành công hơn thì chúng ta tuyệt vời hơn. Và bạn nào đã vừa rồi đã xem cái buổi hôm trước thì vừa rồi mà nói cái 7 lực đòn 7 rồi, thì bạn nào nhớ bài và các bạn comment xuống đi. Các bạn comment xuống là 7 lực đòn 7 hôm trước là cái gì để chúng ta cùng nhau nhắc. Chúng ta cùng nhau nhắc bài lại đi. 7 lực đòn 7 hôm trước là gì Chào bạn Long Hồ. Hôm trước bạn có xem không 7 lực đòn 7 hôm trước là gì Các bạn comment xuống. Bạn Hà Vũ, hôm trước bạn có xem 7 lực đòn 7 mà bạn comment xuống để chúng ta nhớ bài. Và đảm bảo cái đoạn livestream này của chúng ta. Chào bạn Trường Giang. Các bạn chia sẻ đoạn livestream này, tát bạn bè mình vào để chúng ta đông người cùng xem đoạn livestream này. Lớp học nó rất là đông để chúng ta vui hơn. Vậy 7 cái đoạn 7 hôm trước đó là gì các bạn? Nốt vào. Ok, các bạn nào đến các cái khu vực vùng miền nào thì các bạn cũng nốt vào. Bạn Trường Giang đến từ Hà Nội, rất là tuyệt vời. Cái bài học hôm trước là gì các bạn nốt vào. Chào bạn Nguyễn Bắc Cảnh, bạn đến từ khu vực nào, bạn comment vào ít nhưng chắc. Chú ạ, ok chưa, cái lớp học ít thì nó không có vui, cái đó là chúng ta chỉ biện luận thôi. Ít không thể chắc được, đông nó mới chắc được. Ok, ít là chắc là chúng ta em vừa đặt vượt bé lớn vào mỗi ngày một chút thôi. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Hôm trước là em chia sẻ vào các nhóm rồi thà. Ok, cảm ơn bạn Hình Thị Sáu. Hôm trước các bạn học 7 lực đòn 7 là cái gì các bạn nói xuống. Tại hôm nay cái chương trình hôm nay nó tiếp theo của cái chương trình hôm trước, các bạn nói xuống đi. Mình chưa thấy ai nói xuống nó hết. Rõ ràng là hình như là các bạn quên bài cũ rồi. Các bạn nói xuống hôm trước chúng ta phải học 7 lực đòn 7 nó là cái gì mình mong một bạn nhắc lại xem để cái chương trình 7 lực đòn 7 của bạn nó. Bạn có nhớ mà đòn 7 thứ nhất nó là gì Đòn 7 thứ nhất cái gì các bạn ơi? Đòn 7 thứ nhất nó là cái gì Em ở Đồng Nai, vâng, chào bạn Đỗ Giang. Và một điều mình lưu ý các bạn, một điều lưu ý nữa, bây giờ các bạn nói xuống nè, trong khi chờ cái lượng người xem chúng ta đủ
đủ 200 người thì mình lưu ý này, chúng ta đã chọn hành trình kinh doanh thì chúng ta phải tập trung. Nếu các bạn nào không tập trung thì các bạn không thể làm kinh doanh được đâu. Một trong những cái đặc điểm của người ra làm kinh doanh á, các bạn mới ra khởi nghiệp á, một trong những cái đặc điểm có hữu á là lúc mà cái đầu cái tư duy của kinh doanh các bạn chưa có thì bạn nhìn cái gì bạn cũng thấy rủi ro, bạn cũng thấy nó không có cơ hội hết. Nhìn cái gì cũng thấy sợ, cũng thấy ngại, cũng không thấy cơ hội hết. Tuy nhiên khi cái đầu kinh doanh của bạn mà nó mở ra rồi á thì bạn nhìn đâu bạn cũng thấy cơ hội hết. Bạn nhiều không? Bạn nhìn đâu bạn cũng thấy cơ hội đó. Bạn nhìn đâu bạn cũng thấy nó rất là tuyệt vời. Và bạn ham làm, bạn làm rất là đủ thứ hết. Và thế là chúng ta mất tập trung. Nhìn không thấy cơ hội thì bạn cũng không thể làm được. Bạn Hoàng Minh Toàn rất là tuyệt vời. Bạn nói thứ nhất là sử dụng tiền của người khác, ok. Bạn nhớ sử dụng thời gian của người khác, ok chưa? Sử dụng kinh nghiệm của người khác, sử dụng ý tưởng của khác, vân vân. Ok chưa? Bạn Minh Toàn. Các bạn nào không nhớ bài thì các bạn xem lại comment của bạn Minh Toàn. Bạn Minh Toàn là người ở Thanh Hóa và bạn đã giúp cho chúng ta ôn lại cái bài tập cũ bữa trước. Huy động từ người khác quen rồi, tiền nhà rỗi. Huy động từ người quen có tiền nhà rỗi. Ok. Bạn hình thì xấu chưa gì hết lên quảng cáo rồi. Ok chứ bạn quảng cáo như vậy thì người ta không ấy đâu à. Lo học bài bạn chưa lo, bạn lên bạn lo bạn bán hàng rồi. Làm như vậy thì người ta không có quan tâm đâu à. Ok chưa? Vâng. Chúng ta các bạn hãy xem lại cái bài cũ của mình. Đảm bảo xem lại bài cũ của mình và đảm bảo chia sẻ cái đoạn livestream này đến cho nhiều người. 60 người rồi, 60 người rồi, chúng ta được 60 người rồi. Nỗ lực của các bạn rất là nhiều, cho chúng ta một tràng pháo tay thiệt lớn đi ạ. Được 43 lượt chia sẻ rồi, các bạn rất là tuyệt vời. Huy động từ nhà cung cấp rất là tuyệt vời. Và bây giờ mình quay lại cái chủ đề hồi nãy mình chia sẻ chút xíu. Cái người mà chưa mở mang tư duy kinh doanh là bạn nhìn đâu bạn cũng không thấy cơ hội kinh doanh hết á. Rồi bạn sợ, rồi bạn ngại, rồi bạn thấy là cạnh tranh nhiều quá. Đó là những người tư duy kinh doanh chưa có mở. Còn những người mà tư duy kinh doanh mở một cái á là bạn nhìn đâu bạn cũng thấy cơ hội á. Bạn thấy cơ hội rất là nhiều. Và thế là nó rớt vào trường hợp gì à? Bạn mất tập trung. Bạn cái gì bạn cũng muốn làm hết. Bạn mất tập trung. Nó là một trong những cái điểm yếu của người làm kinh doanh đó. Khi mà bạn cái đầu bạn đó đã mở rồi đó thì bạn quá mất tập trung. Cái gì bạn cũng muốn xí vô hết. Và khi bạn xí vô á thì làm kinh doanh mà mất tập trung là các bạn sẽ mất tiền ngay. Nó là một trong những cái điều rất là quan trọng mà các bạn phải nốt vào nè. Lưu ý trước khi mà nói chương trình này và lưu ý trong suốt hành trình làm kinh doanh của bạn, các bạn phải nốt vào. Các bạn có sẵn sàng giấy bút chưa? Các bạn nốt nó vào. Mình đang nói với bạn những điều nó rất là quan trọng. Thứ nhất, làm kinh doanh á là các bạn không được tham lam. Bạn ngon hiểu chưa? Chào bạn Nguyễn Thị Liên Phương ở Bình Dương. Bạn là bên cái công ty gỗ, trước đây là cái công ty gỗ Hoàng Lâm. Ok chưa? Bây giờ là cái công ty gỗ Woodland. Bạn là người viết cái lời giới thiệu trong cái quyển sách Mỗi Ngày Một Chút Thôi của mình. Chào bạn Sóc Em. Vâng, các bạn sẵn sàng chưa? Các bạn nốt vào. Và các bạn nào chưa có viết thì các bạn nốt sẵn trên cái comment này. Các bạn sẵn sàng chưa? Các bạn phải nốt nó vào nè. Thứ nhất nè, làm kinh doanh là chúng ta không có được tham lam. Bởi vì sao? Các bạn ghi vô. Nếu tham lam thì gì ạ? Thì gì các bạn hiểu không? Thì nó sẽ dẫn đến các bạn thế nào? Các bạn cũng gì ạ? Cũng đi tiêu cái vấn đề của mình. Các bạn dùng ra điều này này chưa? Làm kinh doanh mà các bạn tham lam thì thế nào? Ok chưa? Cái việc kinh doanh của bạn nó cũng gì ạ? Nó cũng đi xuống. Nên là người làm kinh doanh chúng ta không có được quá tham lam. Tham lam một cái là các bạn như thế nào cái việc kinh doanh của bạn nó sẽ ảnh hưởng ngay. Nó ảnh hưởng ngay tức khắc liền. Nó là tham lam là bạn sẽ tự giết chết mình. Các bạn phải lưu ý cái điểm này. Bạn nào mới vào thì chúng ta chia sẻ đi à. Đoạn livestream bây giờ đang xem online của chúng ta gần được 80 người rồi. Và chúng ta đảm bảo rằng cái lớp học tối hôm nay chúng ta
đến gì à, đến 200 người chúng ta mơ vui. Chút xíu nữa mình sẽ phải nói các bạn quảng cáo tìm đại lý đồ rồi hả. Nó là chúng ta học đông thì chúng ta mới vui, nó là các bạn chia sẻ cái đoạn livestream này. Bây giờ mình xem trên máy mình à, mới có 45 lượt chia sẻ à. Nó là làm sao mà các bạn quảng cáo hàng hóa được à, làm sao mà các bạn lan tỏa được à, mình chia sẻ đến các bạn nhiều người thì các bạn cũng mỗi người, chúng ta chỉ cần mời 10 người thôi thì cái lượng chia sẻ chúng ta nó sẽ lan tỏa ra lên 200 người và tất cả ai cũng có lợi hết. Còn nếu mà bạn giữ yên một mình bạn thì chỉ có một mình bạn và có 75 người này thôi, thì trong 75 người này mỗi người chia sẻ cho 10 người thì chúng ta sẽ rất là đông, và chúng ta quảng cáo vào một cái gì thì chúng ta cùng có lợi và chúng ta cùng kết bạn và chúng ta cùng làm luôn. Nó là chúng ta cùng nhau chia sẻ, kêu gọi nhau chia sẻ đi. Bây giờ mình thấy mỗi người chia sẻ một cái thôi là chúng ta đã hơn 100 lượt chia sẻ rồi, của mình mới có 46 lượt chia sẻ à. Mình lại quay lại cái chủ đề của mình tiếp. Làm kinh doanh là chúng ta không có được tham lam, bởi vì tham lam nó sẽ giết chết bạn. Bạn để ý gì? Trong cuộc đời bạn, những lúc bạn mất tiền là những lúc đó bạn tham lam. Bạn có phát hiện ra điều này không ạ? Những lúc bạn mất tiền là những lúc bạn tham lam. Tham lam nó sẽ làm cho bạn mất tiền. Tham lam nó sẽ làm cho bạn mất tình bạn. Tham lam nó sẽ làm cho bạn mất đi mối quan hệ trong kinh doanh. Tham lam nó sẽ làm cho bạn mất khách hàng. Nên cái chữ tham lam nó rất là nguy hiểm. Bây giờ đang trong thời gian chờ mình chia sẻ bạn những cái ý nó rất là tuyệt vời à. Mình đang chia sẻ bạn những cái ý rồi và các bạn phải nốt vô, các bạn phải nốt vô. Và vậy là vừa rồi mình chia sẻ bạn cái chữ tham lam. Chương trình tối nay là mình sẽ chia sẻ bạn 6 cái nhân tố rất là quan trọng để giúp cho ta tối ưu hóa 7 cái lực làm 7 mà cái buổi vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn rồi. Nên chúng ta đảm bảo rằng cái lớp học của chúng ta tối nay phải lên hơn 200 người thì lớp học chúng ta mới đông vui. Và chút xíu nữa chúng ta còn có cái chương trình gì à, quảng cáo vào nữa, nên là nó rất là ý nghĩa. Nên là chúng ta đảm bảo rằng cái chương trình của chúng ta được tham gia, được đi cho mạch lạc à. Các bạn hiểu chưa? Nó là vừa rồi mình chia sẻ gì à, tham lam. Tham lam nó sẽ giết chết bạn. Bạn ghi cái câu đó ở trong nhà của bạn à, nếu tham thì mình sẽ mất hết. Ok chưa? Rất là tuyệt vời. Cái thứ hai, sợ. Cái từ khóa tay là sợ. Nếu bạn sợ thì bạn bị gì à? Nếu bạn sợ thì bạn sẽ không dám làm gì hết. Nó làm cho bạn không thay đổi. Cuộc sống của bạn không một chút xíu gì thay đổi hết. Bạn sẽ đứng yên đó. Bạn sẽ đứng yên đó. Cái cuộc sống bạn nó không có gì thay đổi hết. Ok chưa? Nó là cái người làm kinh doanh á và cái người muốn ra làm kinh doanh á, các bạn phải tránh đi hai cái từ rất là quan trọng. Từ thứ nhất là từ gì các bạn ơi? Từ nhất là từ gì? Từ tham lam. Tại sao phải tránh đi cái từ tham lam? Và từ thứ hai là cái từ gì ạ? Từ sợ. Các bạn vô ra điều này chưa? Bạn sợ thì bạn sẽ không làm gì hết. Và khi bạn không làm gì hết thì không có cái gì thay đổi hết. Nên là khi ra làm kinh doanh, chúng ta hãy tránh tuyệt đối hai cái từ này. Vậy thì làm gì để chúng ta không tham lam và làm gì để chúng ta không sợ nữa? Ok chưa? Các bạn không có liên quan gì tham nhũng ở đây hết đó, bạn Trình. Ok, chúng ta tập trung vào kinh doanh. Tham nhũng nó thuộc chính trị rồi. Chúng ta hãy tập trung vào đúng chỗ đây. Bạn nào vào ok chưa? Bạn nào mới vào thì chúng ta đảm bảo rằng chúng ta thứ nhất là chúng ta chào mọi người. Cái thứ hai là chúng ta giới thiệu cái đoạn video này, mời bạn bè mình vào cùng xem. Bởi vì các bạn giúp bạn bè mình họ suy nghĩ tư duy chuẩn hơn, để họ tốt hơn. Cái thứ ba là chúng ta chia sẻ đoạn video này đến nhà của các bạn. Thứ tư là bạn giới thiệu là bạn đang ở cái khu vực vùng miền nào. Tối hôm nay chúng ta học đến 11 giờ. Ok giờ, sợ. Nếu bạn nào mà sợ trong kinh doanh thì các bạn sẽ không làm kinh doanh được. Bạn nên nhớ, sợ thì làm sao chúng ta thay đổi được à. Vậy thì làm gì để chúng ta không tham lam và làm gì để chúng ta không sợ? Rất đơn giản, bạn hãy tập trung. Cái từ thứ nhất là tập trung gì? Tập trung vào mục tiêu của mình. Vậy bạn phải đặt cho mình một cái mục tiêu và mỗi ngày bạn tập trung vào cái mục tiêu đó để cái đầu óc chúng ta nó tập trung vào cái mục tiêu đó để nó đỡ tham lam. Mỗi ngày thức dậy mà bạn không có mục tiêu để bạn tập trung mục tiêu vào á, thì cứ con mắt bạn cứ nhìn bố xu hết, bạn nhìn lung tung hết, bạn nhìn qua nhìn lại,
bạn nhìn lung tung hết, nó đâm ra nó làm cho bạn tham. Bạn ơn vô chưa? Chúng ta hãy tập trung vào cái tầm nhìn của mình, tập trung vào cái kết quả của mình, tập trung ví dụ như là bạn đặt mục tiêu tháng này là bạn phải có 100 khách hàng. Điều đó đồng nghĩa là mỗi ngày bạn có tương đương hơn 30 khách hàng. Điều 10 ngày bạn có hơn 30 khách hàng, điều đó đồng nghĩa một ngày về bạn sẽ có bao nhiêu hơn 3 khách hàng. Thì mỗi ngày làm sao thức dậy và chúng ta tập trung vào ba khách hàng, tập trung vào chinh phục mục tiêu đó. Bạn hình dung chưa? Thì nó làm cho chúng ta gì không có nhìn qua nhìn lại ngó nghiêng, và nó giảm đi cái sự tham lam. Mình nói rồi, tham lam nó sẽ giết chết bạn, nó giết chết doanh nghiệp của bạn, nó giết chết khách hàng của bạn, nó giết chết đối tác của các bạn. Chúng ta không được tham lam. Làm kinh doanh là chúng ta tham lam là nó rất là nguy hiểm. Tất cả những người làm tham lam là những người nó như thế nào? Là những người như thế nào? Là những người mà các bạn thấy họ một thời gian là họ thất bại hết. Bạn làm bất kỳ gì Còn nếu chúng ta sợ thì chúng ta không làm gì hết. Những cái ông mà ổng đi làm công, ổng không ra làm kinh doanh bởi vì là ổng sợ. Có gì đâu mà sợ, ra kinh doanh là chúng ta lên kế hoạch, chúng ta đặt mục tiêu và chúng ta cứ làm theo nó, chứ chúng ta sợ gì đâu. Nên là chúng ta cũng sẽ không có thay đổi cái gì hết. Các bạn nhận ra điều này chưa? Nó là các bạn đảm bảo rằng các bạn xem cái chương trình này và các bạn chia sẻ cái đoạn live stream này. Như hồi nãy giờ mình xem mới có 83 bạn lượt chia sẻ, mà của màn hình mình là giờ là khoảng 100 bạn rồi. Ok chưa? Các bạn nhận chưa? Và bạn Liên Phương ghi rất là tuyệt vời. Ok chưa? Chúng ta phải nốt cái bài học của chúng ta xuống. Vậy thì hồi nãy giờ những gì mình chia sẻ các bạn thấy có tuyệt vời không ạ? Nếu các bạn tuyệt vời thì các bạn ghi vô là các bạn thấy điều này rất là tuyệt vời. Các bạn ghi vô rất là tuyệt vời. Tham lam để làm cái gì? Mà sợ sợ để làm cái gì? Chúng ta chỉ tập trung vào mục tiêu thôi. Và chúng ta chinh phục mục tiêu của chúng ta mỗi ngày. Cái chữ tập trung và cái chữ mục tiêu nó sẽ đánh văng hai cái chữ gì ạ? Đánh văng hai cái chữ tham lam và cái chữ sợ ra một bên. Nên bạn không có gì phải ngại hết. Còn bạn nào không biết thì chúng ta phải luyện lại cái tư duy, luyện lại cái góc nhìn. Hãy thay đổi đi cái góc nhìn thì cuộc sống chúng ta mới thành công được. Còn nếu mà các bạn không thay đổi góc nhìn, vẫn cứ tham lam, vẫn cứ sợ sệt, thì con người của bạn nó không có thay đổi gì được cái gì đâu. Có gì đâu mà sợ. Có ai làm cái, có ai lấy đồng tiền của bạn đồng nào đâu. Khi nào người ta lấy tiền bạn? Khi bạn tham. Bạn mắc tiền. Bạn tham thì làm sao bạn mất tiền? Bạn làm đúng bài đúng bản thì làm sao bạn mất tiền được? Mà sợ cái gì? Ra kinh doanh chứ có làm gì đâu mà sợ. Đâu có bắt ra chương trường, đâu có bắt đi đánh giặc. Ok chưa? Đâu có bắt bạn nai lưng, bạn làm cái gì khổ sai đâu mà tự nhiên bạn sợ. Nó là cái từ sợ là một cái từ mà cứ tự hình dung ra rồi sợ. Toàn là những người học hành lên cao không à, đi làm công cho người ta thì giỏi, ra làm cho mình thì sợ.